Mày cười cái gì? Bột ớt nó bay vào mắt thế này có khi lại hay. Hay ho gì? Đáng nhẽ giờ này tao phải được ở nhà nghỉ ngơi rồi, mà tao lại phải ở đây chăm sóc mày. Tao nói thật, đừng làm phiền tao nữa. Lo tập trung làm ăn kiếm tiền đi. Trải xuống đây là vì Pu. Thì Pu cứ học xong 4 năm đi. Pu về thì Trải về. Thế thôi. Nằm xuống. Dạ. Yeah. Tao cũng chịu mày luôn đấy. Nhắn tin với ai đấy? Nhắn với chị Lê không, chị ấy lo. Mắt đỡ sưng rồi này. Ở với Bu thế này, bị ném bột ớt vào mặt cả ngày cũng được. Lần này thôi, chứ lần sau á, dẹp. Chưa đi học à? Tôi học K2, lát mới đi. Tôi không biết chuyện thằng Trải tìm anh để đưa tiền. Tôi xin lỗi. Chuyện qua rồi. Bỏ đi. Ê! Đi với! Tao phải đi xem cửa hàng, không có rảnh. Thì tao đi cùng mày. Tao nguyện đi cùng mày đến chân trời góc bể được chưa? Biết. Xuống, xuống. Sao đây? Cứ làm như tao với mày hẹn hò với nhau. Bạn phải cho tôi đi hít thở tí không khí chứ hả, my friend? Tao thà một cục nợ to đùng mà được tự do còn hơn là sạch nợ rồi mà giờ kìm kẹp thế này thì chết. Việc của tao, đi ra. Này, chỗ toàn các anh ấy đang nói chuyện, biết cái gì mà hóng. Tôi đứng đây nãy giờ mà. Vậy là đứng riêng với thằng Thái đúng không? Này, hai người đứng riêng có việc gì đấy, có ý gì? Điên à? Ở cùng nhà, đi cùng sân, không va vào nhau mới là lạ đấy. Là tao va vào cô ta thôi. Khá lắm, cũng biết chọn người để mà va lắm cơ. Giới thiệu với em, bạn anh nó không phải là người thường. Hey, hey, có đi không? Hay là để bà Hà tóm lại giờ? Đi. Tất nhiên là đi rồi.